Vừa mới cười hai lần xong rồi chắc là lần thứ ba không cười được sảng khoái được như lúc trước rồi, nhưng mà buồn cười quá. Hóa ra là cái phần mềm cái gì tôi nhanh giọng nói mà cái mà ở trên YouTube ấy, lúc mình tự nghe tiếng mình cũng buồn cười vãi, cho nên là chia sẻ để mọi người chia sẻ niềm vui. Nói chung là nó cũng giống như video thằng này lại rảnh ý mà. Chả hiểu sao lại thích xem đấm bốc vãi. Ở trong cái video, mình mới đăng lên thì có một đoạn cái lúc mà mình mới lên được hack thì mình cũng không biết là lúc nó tua nhanh lên nó nghe buồn cười thế. Đây là đoạn bình thường đấy nhé, các bạn nghe nhé. Địt mẹ ra đen mà chó. À địt con mẹ cái thằng info này. Địt mẹ mà chiêu bố mày đi con. À địt mẹ game với cả tàng hình à, địt chó ơi. Địt con mẹ ghé với cả tàng hình vãi lồn, địt con mẹ chó info này, địt mẹ này giết bố mày này, bố mày dùng Twitter này đấy thì cái đoạn này ở trong game thì mình có nói như thế. Còn lúc mà mình đang nghịch một số cái ở trên YouTube, mấy cái tính năng nó có sẵn trên YouTube mình nghịch thì có một cái đoạn là tua X2 thì nghe ra nó thành như thế này. Địt con mẹ này đánh vô này. Địt mẹ chiêu bố đi con. Địt mẹ ghen với cả tàng hình này, địt chó này. Địt con mẹ ghen với cả tàng hình, phải lồn, địt con mẹ chó đi vô này. Địt mẹ này, giết bố này, bố phải dùng Twitter này. Đấy thì chỉ thế thôi, nhưng mà mình buồn cười. Mình đang xem lại các bạn đấy. Đấy, mình chỉ muốn chia sẻ thế thôi.